Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt cũng vừa tổ chức hợp mặt trao tặng 335 phần quà cho con em đoàn viên công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Các phần quà gồm xe đạp, tập và tiền mặt tổng số tiền trên 125 triệu đồng được dân động từ các mạnh thường quân.